Thưa quý vị, tối qua ngày 12 tháng 8, tại Quân cảng Học viện Hải quân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật Mạnh Châu từ biển quê hương. Tham dự chương trình, về phía đại biểu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng các đồng chí trong ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố có biển. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Chương trình còn có sự tham gia của 1.500 người đại diện các lực lượng vũ trang, thanh niên, sinh viên, người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Mạnh Châu từ biển quê hương là chương trình chính luận nghệ thuật truyền tải thông điệp về tình yêu biển đảo, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc và khát vọng chinh phục biển, làm giàu từ biển. Nó là một cái chương trình đặc sắc, là nó kết hợp giữa cái việc nhìn nhận lại, nhấn mạnh cái tầm quan trọng của biển, của kinh tế biển đối với cái sự phát triển của đất nước, cũng như là mục đích của nó là thổi bồng cái tình yêu với biển đảo quê hương, cái trách nhiệm của từng công dân Việt Nam, từng cán bộ chiến sĩ và từng người dân đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Xuyên suốt chương trình là ba mạch cảm xúc chủ đạo với các chủ đề: tâm thức biển, Việt Nam hướng tới giàu từ biển, Việt Nam hướng tới mạnh về biển. Đặc biệt, đang xen cái tiết mục nghệ thuật là các phóng sự hiện trường giao lưu khách mời, là những chuyên gia đồng hành đã góp phần đưa ra những chính sách, quyết sách về phát triển kinh tế biển tại các địa phương. Đồng thời, nhìn nhận lại kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trên các vùng biển đảo từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Rất là biết ơn cái sự hy sinh của các cái chiến sĩ ngoài hải đảo và những người dân luôn luôn bảo vệ cái vùng biển của Tổ quốc, vừa sản xuất nhưng là vừa chiến đấu. Tôi xúc động lắm, xem chương trình này cảm thấy xúc động vô cùng.